Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 18 tháng 2, 2022, giá lúa ổn định. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định sau khi điều chỉnh giảm nhẹ vào hôm qua. Sức mua vẫn yếu, giá nếp vững, nhu cầu mua nếp trên đồng lai rai. Lượng gạo nguyên liệu cũng về lai rai, các kho mua cầm chừng. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo Việt điều chỉnh tăng nhẹ 8 đô trên tấn với gạo 5% tấm lên mức 398-402 đô trên một tấn so với đầu tuần, 25% tấm và 100% tấm duy trì ổn định ở mức 373 và 377 đô trên tấn và 328-332 đô trên tấn. Dự báo USDA tháng 2-2022, thương mại gạo toàn cầu niên vụ 2021-2022 dự kiến sẽ tăng với xuất khẩu mạnh hơn từ Ấn Độ, Pakistan và nhập khẩu nhiều hơn từ Sri Lanka, Philippines và Nigeria. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau. Tại An Giang, giá lúa hôm nay ghi nhận giảm ở khoảng 100-200 đồng trên 1 kg. Nếp vỏ tươi Long An từ 5.300-5.500. OM380 giá 5.400-5.500 đồng. Nếp An Giang loại 3 tháng 5.200-5.400. IR50404 giá 5.200-5.400. Nàng Hoa 9 5.600-5.800. Đài Thơm 8 5.600-5.800. OM5451 5.300-5.500. OM18 giá 5.600-5.800. Nếp Long An khô 6.500. Nếp vỏ khô An Giang 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, lúa OM5451 5.400-5.600, OM18 5.400-5.700, IR50404 5.300-5.500, VNR20 5.400-5.600, Đài Thơm 8 5.500-5.700, lúa BC10 5.300-5.500, OM4900 5.800 đồng. Lúa Tài Nguyên 6.400-6.800, RVT 6.800-7.000 đồng. Lúa ST24 6.500-7.200, lúa ST25 6.700-7.600, lúa ST tím 6.300-6.500. Tại Kiên Giang, lúa Nhật DS1 6.700-6.900, lúa tươi IR50404 5.200-5.300, OM380 5.100-5.300, OM5451 5.300-5.500, OM18 giá 5.700-5.800. Đài Thơm 8 5.800-5.900, Nàng Hoa 6.100-6.200, VNR20 5.500-5.700. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 5.300-5.500, IR50404 giá 5.200-5.400, OM5451 5.600-5.700, OM18 5.900-6.000 đồng. Đài Thơm 8 từ 5.700-5.900, ST24 từ 7.200-7.400. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi các nội dung nhanh chóng hơn. Cảm ơn và kính chào.